Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình sáng nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Triển khai phần mềm di biến động dân cư cho tất cả các chốt kiểm soát ở Thành phố Hồ Chí Minh. Người đàn ông một mình tưới lúa cho cả làng đang phong tỏa tại Ninh Thuận. Xử phạt 22 triệu đồng 3 đối tượng trong clip video dùng chân dẫm đạp cam. Facebook mã hóa mặc định các cuộc gọi thông qua ứng dụng Messenger. Thưa quý vị, vào hôm qua, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội PC06, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ lúc 13 giờ cùng ngày, tất cả các chốt kiểm soát dịch nội thành của thành phố đã đồng loạt triển khai phần mềm di biến động dân cư để quản lý công dân vùng dịch. Trước đó, việc này đã được thực hiện từ ngày 12 tháng 8 tại 12 chốt cửa ngõ của thành phố. Phần mềm này có thể lưu lịch trình khi cần truy F0, F1, F2 sẽ nhanh chóng và chính xác. Theo đó, người dân cần truy cập vào website https://sucuoc.gov.vn và thực hiện như sau. Bước 1, người dân truy cập vào hệ thống quản lý tờ khai y tế theo địa chỉ trên. Bước 2, đọc kỹ và điền chính xác các thông tin vào các ô trong biểu mẫu khai báo, ô có dấu sao bắt buộc phải nhập. Bước 3, nhập mã xác thực vào ô cuối cùng của biểu mẫu khai báo. Bước 4, nhấn nút gửi đi và chờ cho đến khi màn hình sẽ xuất hiện mã QR code. Người dân chụp lại màn hình hoặc chọn để lưu mã. Mã QR này sử dụng trong 3 ngày. Bước 5, xuất trình mã QR cho cán bộ tại chốt kiểm dịch kiểm tra thông tin kèm theo chứng minh nhân dân hoặc căn cứ công dân để đối chiếu thông tin. Người dân có thể quét mã QR mà Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cung cấp phía trên rồi khai báo tại nhà. Sau khi khai báo xong, sẽ có mã QR, người dân có thể chụp màn hình lại. Khi đến chốt, người dân chỉ cần đưa mã QR ra cho cán bộ quét nhanh, không tốn nhiều thời gian đứng tại chốt, tránh ùn ứ. Hôm qua là ngày thứ hai, các quận huyện và thành phố Thủ Đức của Thành phố Hồ Chí Minh triển khai tiêm vaccine Verocell của hãng Sinopharm trên tinh thần tự nguyện. Trước đó, ngày 13 tháng 8, đã có gần 18.000 liều vaccine này được tiêm cho người dân. Riêng tại huyện Hóc Môn, trong hai ngày 13 và 14 tháng 8, huyện đã tiêm được khoảng gần 20.000 liều vaccine Verocell, trong đó ngày 13 tháng 8 khoảng 8.000 liều và ngày 14 tháng 8 khoảng 12.000 liều. Sau 2 tuần chờ đợi, gia đình chị Phạm Thị Thương đã được thông báo tới điểm tiêm chủng tại trường tiểu học Thới Tam ở xã Thới Tam Thôn để tiêm vaccine COVID-19 vào chiều qua. Bản thân em thì trước khi tiêm thì cũng đã được thông báo là mình tiêm loại gì. Thì tất cả những loại vaccine mà được đưa ra ấy thì cũng được nhà nước kiểm định rồi, với WHO đồng ý, được phân bố ở rộng thì bây giờ mình tiêm rồi. Lúc đầu mình còn e ngại nữa do không có tin nhắn á. Rồi cái người ta nói là cứ lên đại đi rồi được chích, rồi lên bốc số và đại thứ tự vô chích thôi, cũng không có gì, không có gì mà vất vả. Cái vaccine là mà của nhà nước cấp phép rồi á thì mình rất là an tâm, không có sao cả. Tại đây, nhân viên y tế cũng sẽ thông báo loại vaccine dùng để tiêm. Những người không đồng ý tiêm có thể ra về. Địa phương cũng đã thông báo bằng tin nhắn tới cho những người đã đăng ký tiêm chủng trước đó. Đối với những người chưa nhận được tin nhắn mà vẫn tới tiêm thì sẽ được linh động sắp xếp tiêm nếu vẫn đủ lượng vaccine trong ngày. Do dịch bệnh phức tạp, chuỗi cung ứng hàng hóa của Thành phố Hồ Chí Minh bị đứt gãy. Tuy nhiên, nhiều mô hình giải pháp sáng tạo đã lập tức được triển khai, tạo thành kênh phân phối hỗ trợ lương thực thực phẩm hiệu quả, kịp thời, đảm bảo đáp ứng nhu yếu phẩm cho người dân, kể cả ở những vùng khó khăn. Với hơn 1.600 điểm bán và 2.100 lượt xe, chương trình thực phẩm bình ổn lưu động đã cung cấp kịp thời hàng trăm tấn thực phẩm thiết yếu, rau củ quả tươi sống mỗi ngày cho người dân ở nhiều địa bàn khó khăn, vùng cách ly phong tỏa. Cùng với đó là nhiều mô hình sáng tạo hiện đại như xe bán hàng lưu động, siêu thị kiểu mới, góp phần giảm tải cho hệ thống siêu thị. Chúng tôi tiếp tục cùng với Sở Công Thương và các cái cơ quan có liên quan để chúng tôi cùng làm sao hỗ trợ tốt nhất cho cái nhu cầu mua sắm hàng thiết yếu của người tiêu dùng. Sở Công Thương sẽ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, các cái đoàn thể sẽ làm nhiều cái kênh phân phối khác để bổ trợ cho người dân. Ngoài ra, thành phố sẽ triển khai nhiều chương trình kết nối đưa nông sản thực phẩm từ nơi sản xuất đến tay người dân, cắt giảm khâu trung gian, đảm bảo liên thông hàng hóa, không để ùn tắc hoặc thiếu hụt, đứt gãy chuỗi cung ứng trong thời gian thực hiện giãn cách. Thời gian qua, các ngành chức năng đã chủ động tích cực triển khai các chính sách nhằm chung tay hỗ trợ người lao động vượt qua khó khăn trong mùa dịch. Song song đó, thì những tấm lòng thiện nguyện mùa dịch, đùm bọc, chia sẻ đối với người khó khăn cũng xuất hiện không ít,
trong đó có các chủ nhà trọ, và ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai. Hơn 2 tháng nay, ông Trần Thành Tính, ngụ khu phố 6, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đã miễn phí tiền phòng trọ hàng tháng cho cả 7 phòng trọ của mình, cho đến khi tình hình dịch được kiểm soát. Bên cạnh đó, ông còn hỗ trợ thêm mỗi phòng trọ mỗi tháng một phần quà trị giá 300.000 đồng. Mà tình hình mà không khả quan á, mà càng ngày càng lây lan nhiều, thì có thể cũng phải tính theo cái nước vừa rồi, có nghĩa là phải giảm nữa, chứ không phải là chỉ một lần nữa thôi. Nhờ tấm lòng của chủ trọ mà chung tay góp sức qua mùa dịch này thì tụi em cũng đỡ khổ, rất là thấy ấm lòng. Các chủ nhà trọ thì cũng tích cực hưởng ứng, và các đồng chí trưởng khu phố cũng như là tổ phòng chống Covid cũng đến từng hộ chủ nhà trọ cũng vui vẻ. Cũng tôi thấy rằng là nhìn nhận của các chủ nhà trọ cũng chung tay cùng với nhà nước. Những việc làm hoạt động hỗ trợ nhau giữa tình hình dịch bệnh phức tạp đang thực sự mang lại ý nghĩa lớn. Tất cả mọi người cùng chung tay đẩy lùi dịch COVID-19 để sớm trở lại cuộc sống bình thường. Còn bây giờ là một tấm lòng vì mọi người giữa mùa dịch bệnh khác. Thưa quý vị, người dân làng Chăm Bầu Trúc, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đang bị phong tỏa. 240 hectare lúa không có người chăm sóc, thì bỗng có một người đàn ông không quản ngày đêm lo nước tưới cho toàn bộ các cánh đồng. Từ ngày 14 tháng 7, khi phát hiện có ca mắc COVID-19, huyện Ninh Phước đã phong tỏa một phần khu phố 4 và sau đó là khu phố 7, làng gốm Bầu Trúc và khu phố 12, thị trấn Phước Dân. Việc phong tỏa đúng vào thời điểm lúa của bà con đang trổ đồng nên rất cần nước. Hiểu được những khó khăn lo lắng của bà con, ông Quảng Đại Cấm, phó chủ nhiệm kế hoạch Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Bầu Trúc đã giúp bà con nông dân thăm đồng, điều tiết nước. Công việc này đã được ông làm trong suốt hơn 20 ngày qua. Làm như nào mình phục vụ cho bà con trên cánh đồng này cho nó chu đáo, để có những cái gì sai sót thì bà con ngoài ra cánh đồng mà kiểm tra đồng lúa thì họ cũng mừng, rồi bà con ta cũng khen cho mình. Những cái khó khăn đối với mình thì mình cũng ráng đích cực và phấn đấu để làm những nhiệm vụ nào cho nó hoàn thành, để cho mai mốt bà con ta thu hoạch nó đạt hiệu quả hơn. Đến nay lúa của bà con đã phát triển rất tốt, dự kiến năng suất lúa năm nay đạt cao, ước khoảng 70 tạ một hecta. Những việc làm thiết thực của ông Cấm đã để lại ấn tượng và tình cảm tốt đẹp trong lòng người dân giữa mùa dịch bệnh. Tiếp theo trong phần sau của chương trình: kẻ gian đột nhập nhà dân lúc rạng sáng lấy trộm nhiều tài sản. Tai nạn liên hoàn giữa 3 xe tải và 2 ô tô do một tài xế buồn ngủ. Thưa quý vị, vào chiều qua, Ủy ban Nhân dân huyện Trong Bắc, tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một cô gái trốn khỏi khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19. Cô gái này là đối tượng F1, được đưa vào khu cách ly tập trung tại số 33, đường Nguyễn Trường Tộ, thị trấn Phước An, huyện Rồng Bắc. Trưa hôm qua, cô gái vừa trốn khỏi khu cách ly tập trung thì bị phát hiện. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã kịp thời bao vây, chặn giữ. Cô gái được đưa về lại khu cách ly. Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định. Tại tỉnh Đồng Nai, vào chiều qua, Công an phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã mời lên làm việc và lập biên bản xử phạt hành chính 3 thành viên trong một gia đình ngụ tại khu phố 3, phường Trảng Dài vì hành vi không chấp hành quy định phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, vào chiều ngày 12 tháng 8, trong lúc tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 đối tượng Tô Vĩnh Huế, Lê Thị Hương và Tô Thị Quỳnh đang bán trái cây tại khu vực gần ngã tư Quang Thắng, phường Trảng Dài. Khi được yêu cầu kiểm tra giấy tờ để lập biên bản xử phạt hành chính, cả ba người liên tục chửi bới lực lượng kiểm tra. Riêng Tô Vĩnh Huế còn có hành vi lấy tay hất đổ thùng cam, rồi dùng chân dẫm đạp lên số cam rơi vãi. Vụ việc được người dân dùng điện thoại ghi lại rồi đăng tải lên mạng xã hội. Các đối tượng đã bị xử phạt 22 triệu đồng về hành vi ngang ngược, coi thường pháp luật của mình. Cũng trong hôm qua, đối tượng Ninh Duy Hắc, quê ở Nam Định, tạm trú huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, đã bị công an tỉnh xử phạt 10 triệu đồng về hành vi lợi dụng mạng xã hội để đưa thông tin sai sự thật, vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức. Trước đó, vào sáng ngày 13 tháng 8, Hắc đã sử dụng tài khoản Facebook có nickname Đồ Gỗ Tây Ninh để đăng thông tin sai sự thật, sau khi bị công an huyện Châu Thành giữ xe, lập biên bản trước đó cùng ngày vì ra đường trong trường hợp không cấp thiết, không giấy phép lái xe. Sau khi xác minh, công an đã mời Hắc lên trụ sở làm việc. Làm việc với cơ quan chức năng, Hắc đã thừa nhận nội dung đăng trên tài khoản Facebook cá nhân là không đúng sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của lực lượng công an. Hắc đã xin gỡ bài viết và cam kết sẽ không tái phạm.
Trong lúc cả gia đình đang ngủ, hai đối tượng đã phá cửa vào bên trong lấy trộm nhiều tài sản. Vụ việc xảy ra vào lúc 2 giờ sáng qua tại một căn nhà trên đường Nguyễn Đức Thuận, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, vào thời điểm trên, hai tên trộm đã nạy bung bản lề cổng sắt ngôi nhà rồi vào trong sân. Sau đó chúng tiếp tục bẻ khóa cửa chính, đột nhập vào trong nhà. Tại đây cả hai lục tung đồ đạc tìm kiếm tài sản. Lúc này gia đình bị hại đang ngủ say nên không phát hiện. Hai tên trộm đã lấy đi nhiều tài sản gồm một xe máy, một điện thoại, một cà vẹt xe ô tô. Hiện công an phường Hiệp Thành đang tiến hành truy bắt hai tên trộm. Tiếp theo trong phần thông tin quốc tế của chương trình. Tưởng là anh em ruột, cặp sư tử Kỷ Văn Hà nằm gần nhau, hóa ra cách nhau 15.000 năm. Hơn 2.500 đô la cho một cốc bánh cưới của đám cưới cố công nương Diana. Thưa quý vị, nhằm tăng tính bảo mật cho người dùng, mạng xã hội Facebook vừa bắt đầu thiết lập mã hóa mặc định. Thay vì thiết lập tùy chọn các cuộc gọi có hoặc không có hình ảnh, được thực hiện thông qua ứng dụng nhắn tin Messenger. Với sự điều chỉnh mới nhất của Facebook, nội dung tin nhắn và cuộc gọi của người dùng đều sẽ được mã hóa từ đầu đến cuối, ngay tại thời điểm nội dung được gửi đi từ thiết bị của người dùng cho đến thời điểm nội dung đến được thiết bị của người nhận. Điều này có nghĩa là không một ai, kể cả Facebook, có thể xem và nghe nội dung tin nhắn và hội thoại người dùng thực hiện. Facebook thực hiện điều chỉnh nêu trên sau khi Apple gần đây đưa ra thông báo hãng này sẽ quét các tin nhắn được mã hóa để thu thập bằng chứng về lạm dụng tình dục trẻ em. Tuy nhiên, các chuyên gia mã hóa và quyền riêng tư đã cảnh báo rằng công cụ này của Apple có thể được khai thác cho các mục đích khác, có khả năng thúc đẩy hoạt động giám sát hàng loạt. Trong khi đó, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cảnh báo hoạt động mã hóa đầu cuối có thể che giấu tội phạm, những kẻ khủng bố trong các cuộc điều tra. Trong khi du lịch quốc tế vẫn bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, nhiều quốc gia đành tập trung khai thác du lịch nội địa. Tại Nga, mục tiêu của chính phủ là đưa lượng khách du lịch nội địa về mức trước đại dịch với nhiều biện pháp khác nhau. Moscow từng là điểm vàng du lịch của Nga trước đại dịch COVID-19, bên cạnh những cái tên như Saint Petersburg hay Kazan, Hồ Baikal. Trong quý 1 đã có 3,9 triệu lượt người từ khắp nơi tại Nga đổ về Moscow so với 4,9 triệu khách cùng kỳ năm 2019. Để làm được điều này, Sở Du lịch Moscow đã triển khai ứng dụng đặt tour và trải nghiệm du lịch qua nền tảng kỹ thuật số, tổ chức nhóm du lịch nhỏ và kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ. Từ tháng 5 qua, chúng tôi bắt đầu thấy có du khách từ Trung Đông, tuy con số này không ổn định. Khách châu Âu cũng đến Nga thường xuyên hơn, cầu mong dịch bệnh sớm kết thúc để ngành du lịch thế giới hồi sinh. Bên cạnh đó, các địa điểm nổi tiếng như trung tâm triển lãm VDNH đã mở cửa nhiều triển lãm mới để thu hút du khách. Vào năm 2020, Moscow ghi nhận hơn 13 triệu lượt khách du lịch, giảm gần 50% so với năm 2019. Loài chó có đến hơn 300 triệu thụ thể khứu giác chứa trong mũi. Chúng có thể phát hiện những mùi mà con người không thể phát hiện ra được. Tại Pháp, người ta đã huấn luyện ra những chú chó có khả năng phát hiện những ca mắc COVID-19 không có triệu chứng. Đây là chú chó Boca. Nó đang đánh hơi để phát hiện những ca mắc COVID-19 trong một nhà dưỡng lão. Trước đây, Boca được huấn luyện để chúng hỗ trợ người khuyết tật, nhưng dịch COVID-19 đã làm cho những chú chó này đảm nhiệm một vai trò mới rất thiết yếu. Sự khác biệt là rất rõ rệt. Nếu Boca phát hiện ra một mẫu thử dương tính, nó sẽ ở nguyên vị trí cho đặt mẫu thử, không đi đâu cả và rất quả quyết với phát hiện của mình. Còn nếu Boca phát hiện mẫu âm tính, nó sẽ ngửi qua loa rồi chạy lại với tôi và tỏ vẻ như là không có gì ở đó. Nó có thể phát hiện ra virus 48 giờ trước khi có kết quả PCR, có nghĩa là chúng nhạy cảm hơn xét nghiệm PCR. Với khả năng thiên phú này, loài chó ngày càng khẳng định vị thế chúng rất có ích với con người. Trong một nỗ lực nhằm chấm dứt tình trạng ô nhiễm biển và đất, tại Pháp, người ta đã thử nghiệm một loại lưới đánh cá có khả năng phân hủy sinh học 100% để làm phân bón. Đây là dự án đầu tiên được tiến hành ở châu Âu. Loại lưới mới này sẽ phân rã sau 1.5 năm và phân hủy hoàn toàn sau 5 năm. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định dù có lợi về mặt môi trường hơn so với lưới nhựa truyền thống vốn sẽ tồn tại hàng trăm năm ngoài tự nhiên, những loại lưới mới lại chưa đạt về mặt hiệu suất. Chẳng hạn như mắt lưới chưa đủ nhỏ và kết cấu lưới chưa đủ mềm. Chúng tôi tiến xa hơn trong thử nghiệm. Tấm lưới đã phát triển hơn để giống loại lưới đánh bắt thông thường làm từ ni lông. Dự tính tấm lưới cần được chỉnh sửa nhiều hơn nữa mới đạt được mục tiêu của nhóm nghiên cứu là dung hòa lợi ích môi trường và kinh tế cho nghề. Tuy nhiên, họ cũng khá lạc quan khi cho rằng chỉ trong 5 năm nữa có thể trang bị đại trà loại lưới này cho các tàu cá.
Ngoài ra người ta còn tiến hành thử nghiệm tái chế làm phân bón hay cho phân hủy kỵ khí loại lưới này. Năm 2017 và 2018, xác của hai con sư tử con từ Kỷ Băng Hà được phát hiện tại vùng Viễn Đông của Nga. Bắt đầu người ta nghĩ chúng là anh em, nhưng nghiên cứu gần đây đã khám phá ra rằng chúng sống và chết cách nhau hàng chục ngàn năm. Hai con sư tử hang động con được đặt tên là Sparta và Boris. Từ trước đến nay, chỉ có 4 sư tử hang động cổ đại từng được tìm thấy và các nhà khoa học cho biết hai con này là những con được bảo quản tốt nhất. Chúng còn nguyên lông, da, răng, mô mềm và nội tạng. Các nghiên cứu ban đầu cho thấy hai con sư tử khoảng 1 đến 2 tháng tuổi khi chết và chúng chỉ nằm cách nhau vài chục bước chân. Sparta được bảo quản gần như hoàn hảo, thậm chí râu của nó vẫn còn nguyên, trong khi Boris hư hại nhiều hơn một chút nhưng tình trạng vẫn cực kỳ tốt. Bằng phương pháp carbon phóng xạ, các nhà khoa học phát hiện ra rằng cặp sư tử con này hoàn toàn không phải là anh em ruột dù nằm rất gần nhau, chúng thậm chí còn cách nhau tới 15.000 năm. Hiện tại, bước tiếp theo là giải trình tự toàn bộ gen của cả Sparta và Boris, sau đó các nhà khoa học sẽ tiếp tục làm việc với thông tin thu thập được. Những người yêu thích xe hơi không thể không biết đến cái tên Nuccio Bertone, nhà thiết kế xe hơi người Italia, là tác giả của rất nhiều mẫu xe của hàng loạt thương hiệu danh tiếng khắp thế giới và một triển lãm xe hơi cổ điển của ông đang diễn ra tại thủ đô Moscow tại Nga. Sinh năm 1914, Nuccio Bertone là cha đẻ của hàng loạt thiết kế của Lamborghini, Alfa Romeo, Ferrari, Lancia, Fiat, Abarth, Aston Martin, Mercedes-Benz và cả Volvo trong suốt thế kỷ 20. Đến với triển lãm, khách tham quan có thể chiêm ngưỡng những kiệt tác ngành xe hơi của thế kỷ trước như dòng xe siêu sang Lamborghini Espada hay Alfa Romeo Giulietta Sprint của thập niên 1950 chẳng hạn. Bên cạnh đó, những mẫu xe hơi mang tính tương lai của nhà thiết kế người Italia cũng gây ấn tượng mạnh. Đây là hoạt động được tổ chức bởi Đại sứ quán Italia tại Moscow nhân dịp kỷ niệm một năm ngày hợp tác của các viện bảo tàng hàng đầu Italia và Nga. Thưa quý vị, sáng nay Bộ Y tế cho biết Việt Nam đã ghi nhận 265.464 ca COVID-19, trong đó gần 97.000 bệnh nhân đã được chữa khỏi và có hơn 13,7 triệu liều vaccine đã được tiêm chủng. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ với các biện pháp mạnh hơn nhằm kiểm soát đẩy lùi dịch bệnh. Chúng ta đang trong những ngày cao điểm với quyết tâm và nỗ lực cao nhất nhằm kiểm soát tình hình, sớm đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường. Và rất mong quý vị trong thời gian này nghiêm túc chấp hành quy định chung, không đi ra đường khi không có việc thật cần thiết, đồng lòng, chia sẻ, hợp tác với các cơ quan có chức năng để đảm bảo việc thực hiện chỉ thị 16 đạt được kết quả như mong muốn, để thành phố thân yêu của chúng ta có lại sự bình yên, an toàn. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được phép khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.